Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì trong clip ngày hôm nay mình sẽ cập nhật cho anh em 16 cầu thủ trên 90% là khả năng cao là sẽ được cập nhật trong bản cập nhật tiếp theo, và rất có thể sẽ được cập nhật trong phiên bản DLS 2024. Vậy 16 cầu thủ đó là 16 cầu thủ nào? Thì mình mời tất cả các bạn cùng theo dõi nha.